rồi chứ các bạn ơi. Tại nhà có thể thấy không, cái bánh xèo nhân rất là nhiều luôn á. Em đây là có một loại duy nhất hay là có loại đặc biệt rồi gì nữa không? Một à, chỉ có vậy với loại chay thôi phải không? Ôi, cả nhà thấy cái bánh xèo này, Thảo quay gần cạnh cái bánh xèo cho cả nhà coi này. Ngon chưa? Nhà hôm nay Thảo đi về Bạc Liêu nè cả nhà, ghé bánh xèo A Mật. Đó, hôm bữa Thảo có quay cái bánh xèo Cà Mau cả nhà, cùng độ mỡ dầu nhiều vậy nè. Đó, mà Thảo nói mà cô chú anh chị nói không có chỗ nào. Ở đây thì bánh xèo A Mật. Đó, họ cũng chiên nhiều dầu như vậy này. Nhưng mà chút xíu nữa cái bánh nó ráo nó giòn dữ lắm. Ở đây thì bánh xèo được độ bằng bếp ga cả nhà. Ồ, cái bánh nó giòn ghê chưa à. Mỏng lắm, dính luôn. Nếu mà nhiều dầu quá thì mình sẽ chan qua những cái bánh khác. Dầu cái bột nó to nó chín. Ờ. À đúng rồi. Ở đây thì có một điều đặc biệt là bánh xèo ở đây thì không có đầy nắp. Tôm đất đó phải không em? Ờ. Em một cái gì nhiêu tiền vậy? Một cái 75. Cái 75 ngàn cả nhà. Đó, mình có dịp mà đi Bạc Liêu á, mình ghé ăn bánh xèo A Mật. Rất là nổi tiếng. Cái bánh xèo ở đây nó giòn mà nó mỏng cả nhà. Con mình em trai này mà độ 2, 4, 6, 7 cái chảo luôn. 7 cái chảo bánh xèo. Cái bánh xèo ở đây rất là to cả nhà. Nghiền cái bánh xèo lên vậy cho nó ráo dầu đúng không? Ừ.
cái điều đặc biệt ở đây đó, đồ bánh xèo không có bao giờ bị khét nha. Nó vàng rất là đẹp đó cả nhà thấy không? Em tôm thì tôm thiên nhiên luôn hả? Dạ. Ừ. Tôm ở đây là tôm thiên nhiên luôn cả nhà. Đặc biệt là phần nhân rất là nhiều. Đó. Mặc dù cái bánh xèo giá 75.000 cho nên là nhân rất là nhiều cả nhà. Em nói đồ hay lắm. Lắc cái vải bột cái là đều cái chảo à. Nhân ở đây á, thì đầu xanh với giá với củ củ sắn cả nhà. À Thảo nhắc lại đây là bánh xèo A Mật nha. Cô chú anh chị mình cứ gõ bánh xèo A Mật trên trên bản đồ trên Google cái là nó dẫn đường tới nơi luôn à. Tôm con nó cũng tôm đất là nó vừa vừa vậy thôi cả nhà. Nó không có to lớn đâu nha. Nhưng mà được cái là nhiều. Nhìn rất là cuốn hút luôn. Bánh sau khi mà chiên chín chín cái phần nhân xong á thì sẽ được nghiêng lên như vậy này cả nhà, là cái bánh nó không bao giờ nó ngấm dầu hết á. Thấy chưa? Sau khi mà chiên xong á là bao nhiêu dầu là nó giữ lại hết trong chảo. Đó.
Và đó, em ta sẽ dùng cái dầu đó để chiên những cái bánh tiếp theo vậy. Cái dầu nó cứ luân phiên vậy. Mình đổ mấy tiếng là sẽ được thay ca em trai? Hả? À, một cái là khoảng 10 phút. Nhưng mà ý anh hỏi là em đổ ca của em là khoảng bao nhiêu tiếng là em sẽ thay ca? À vậy hả? Mệt chứ, nóng chứ. Đứng rất là... anh quay cái tí mà coi nè, mồ hôi nè. Không có quen á. Không quen đứng bếp. Rất là nóng luôn cả nhà. Mà thương em trai đứng đổ. Còn khi nào mà đuối quá thì người khác sẽ thay một chút. Đây coi cái bánh xèo. Cả nhà thấy cái bánh xèo nhìn ngon chưa? Màu nó vàng mà nó giòn. Chấm 10 điểm luôn. Đó, sau khi đổ xong sẽ để qua đó cho nó ráo dầu. Trước khi mà bưng ra cho khách. Cái khay này thì để cho bánh xèo nó ráo dầu này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nãy giờ Thảo quay em này, em làm có mình này. Giỏi ghê luôn á. Làm được mấy năm rồi em? Mới làm đây à? Mới làm hả? Giỏi, tay nghề. Tay nghề thuần thục ghê luôn á. Thank you.
kêu một cái bánh xèo. Một mình ăn cái này là ngon ngất ngây luôn á. Trời ơi, nhân nè, nhân rất là nhiều luôn. Đó, cái bánh nó giòn rùm luôn à. Ăn cái bánh này ăn bóc tay nó mới ngon. Okay. Bột bánh béo lắm. Nhưng mà không có dính mỡ nha cả nhà, không có dính dầu. Bột ở đây béo mà chắc là có pha thêm nước cốt dừa, béo lắm. Cả nhà có thể thấy này, nhân rất là nhiều, nhân khắp nơi luôn á. Cái về giá 75.000 cả nhà, coi tôm này, đây, đây. Cái này là mình kêu bà cái nào họ độn như nhau, chứ không phải là họ độn cho cái của Thảo quay phim thì nó nhiều tôm vậy đâu, cái nào nó cũng như nhau hết. Cô chú anh chị coi khi lúc mà Thảo quay á, cái nào tôm với thịt nó cũng nhiều như nhau hết á nha. Đó. Nhiều lắm. Đó, cho mình thêm một cái rổ rau này để ăn kèm và chén nước mắm chua ngọt. Đó, Thảo tranh thủ ăn cho nó giòn cho nó ngon. Tại một mình quay phim một mình á, cho nên là không có thể cuốn được cái bánh xèo nó tròn vẹn cả nhà. À, cả nhà ơi, sau khi ăn cái bánh xèo á, một mình là ăn không hết luôn á. Khuyên thật sự là phải hai người mới ăn hết cái bánh xèo này á cả nhà. À, mặc dù là Thảo đói bụng á, nhưng mà ăn không hết cái bánh xèo á. Giá nó 75.000 nhưng mà tầm hai người ăn là vừa. Và một cái điều đặc biệt nữa là cái bánh mình nhìn á, họ đổ đầu bếp đổ dầu nhiều vậy đó, nhưng mà khi mà mình cầm vô nó không có bị thấm dầu. Đó, bánh giòn ngon lắm. Đặc biệt á, bánh nó không có bị nhão nha. À, nếu mà cô chú anh chị nào mà đã ăn qua bánh xèo này thì chắc sẽ biết. Còn ai mà chưa có dịp mà thưởng thức á, thì nếu có dịp mình đi về Bạc Liêu, mình ghé thưởng thức bánh xèo A Mật các cả nhà. À, cái bánh xèo ở đây nó rất là đặc biệt. Nó không có bị mềm á, nó không có bị nhụng xuống giống như mình đổ ở nhà hay là ở những cái quán khác. Bánh ở đây là rất là giòn. Thường thường cái bánh ở giữa ấy, cái chỗ mà cái khúc mà có nhân á là bánh nó hay bị mềm. Nhưng mà ở đây á, đặc biệt ở đây là giòn, giòn rùm luôn. Đó, đó là sau khi mà Thảo thưởng thức qua cái bánh xèo á, rồi cảm nhận cho cô chú anh chị biết cái bánh xèo ở đây là nó như vậy á. Đó, cái phần ở giữa đó rất là giòn luôn cả nhà. Cái chỗ cái vá nó rất là giòn đó. Mình bẻ cái bánh xèo nó giòn rùm luôn á. Cô chú anh chị thấy cái phần nhân của cái bánh xèo chưa? Rất là nhiều luôn á. À, hôm nay Thảo kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở một cái video mới nhất của Thảo.